Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ súng trong đêm 28 tháng 7 năm 2023 ở thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa, trưa 29 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban dân phường Ninh Hiệp tại thị xã Ninh Hòa cho biết hai cha con bị bắn là một người đàn ông 52 tuổi, trú tổ dân phố 7 phường Ninh Hiệp và con trai 26 tuổi. Trong đó, người cha bị thương nặng được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là Phan Thành Dũng, 29 tuổi, trú tổ dân phố 6 phường Ninh Hiệp. Nghi phạm Phan Thành Dũng chung sống với con gái của nạn nhân nhưng chưa đăng ký kết hôn, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, nghi phạm Phan Thành Dũng đã mang theo súng đến nhà nạn nhân để giải quyết. Khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 7, trong lúc người cha ngồi trò chuyện với một số người thân, nghi phạm đi xe máy đến và dùng súng bắn nhiều phát về phía hai nạn nhân. Hậu quả, người cha bị trúng đạn ở phần đầu và phía sau gáy, còn người con trai bị một vết thương ở vùng ngực. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương phối hợp bắt giữ được nghi phạm Phan Thành Dũng. Tại hiện trường vụ nổ súng, công an thu giữ một khẩu súng ngắn ký hiệu F90 can 9mm, một vỏ đạn, một hộp tiếp đạn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn cùng kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.